Bây giờ là 18:30. Xin kính chào và mời quý vị cùng theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Chương trình tối nay ngày 25 tháng 11 sẽ có một số thông tin đáng chú ý sau. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Hưng đối thoại với nhân dân ba xã biên giới. Thảo luận dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giám định tư pháp. Số người bỏ phiếu bầu cử hội đồng quận tại đặc khu hành chính Hồng Kông, Trung Quốc tăng cao kỷ lục. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình Thời sự tối nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An đơn vị huyện Bến Lức gồm ông Trương Văn Triều, ông Đặng Thanh Bình và ông Quỳnh Quốc Diệt đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Phước Lợi trước kỳ họp thứ 17 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 9. Tại buổi tiếp xúc, cử tri kiến nghị chính quyền địa phương cần xem xét việc lấn chiếm đường đi công cộng và cản trở không cho đặt cống thoát nước của một vài tổ chức cá nhân, làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân khu vực ấp 4. Nhà nước cần gia cố mở rộng, đặt cống thoát nước tại các kênh rạch trên địa bàn xã, tạo điều kiện đi lại thông thoáng và giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường. Nhà nước cần sớm làm việc với nhà đầu tư dự án khu dân cư Gò Đen mở rộng để người dân an tâm lao động sản xuất. Đề nghị ngành công an cần có biện pháp xử lý thật mạnh đối với các phương tiện không chấp hành tín hiệu đèn giao thông tại ngã tư Gò Đen. Các ý kiến kiến nghị của cử tri đã được chính quyền địa phương và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh trả lời thỏa đáng. Riêng đối với kiến nghị ngoài thẩm quyền, các đại biểu đã ghi nhận và sẽ trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét trong kỳ họp sắp tới. Vừa qua, tại xã Hưng Điền B, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Hưng Quang Giang Sinh có buổi đối thoại trực tiếp với nhân dân ba xã biên giới gồm Hưng Điền, Hưng Điền B và Hưng Hà về thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, dự án VNSAT và sản xuất 1.000 hectare cây công nghiệp ngắn ngày tại ba xã biên giới này. Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, dự án VNSAT và sản xuất 1.000 hectare cây công nghiệp ngắn ngày tại ba xã biên giới được huyện triển khai thực hiện từ năm 2015 và 2016. Nông dân ba xã biên giới kiến nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Hưng một số vấn đề tại buổi đối thoại như huyện cần quy hoạch lại vùng sản xuất và định hướng cho người dân trồng cái gì phù hợp với từng vùng và quan tâm đầu tư hạ tầng của Hợp tác xã Nông nghiệp Hưng Phát, xã Hưng Điền. Giá cả đầu ra đối với diện tích ứng dụng công nghệ cao dù cao hơn diện tích bên ngoài nhưng không nhiều, vì thế mà chưa thu hút đông đảo người dân tham gia. Phát biểu kết thúc buổi đối thoại, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Hưng Hoàng Giang Sinh đã tiếp thu và giải trình làm rõ các ý kiến mà bà con nông dân quan tâm đề xuất, đồng thời đề nghị Ban Chỉ đạo Sản xuất Nông nghiệp các xã cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu và tích cực tham gia vào chương trình, cũng như đảm bảo được hưởng các chính sách từ chương trình. Các xã cần ra soát nắm chắc lại diện tích, số hộ nằm trong vùng quy hoạch để có hướng chỉ đạo nông dân sản xuất đạt hiệu quả. Thường xuyên tổ chức các cuộc hội thảo để ghi nhận những khó khăn của người dân sản xuất trong vùng quy hoạch, từ đó đề nghị chị trên xem xét tháo gỡ kịp thời. Thực hiện chương trình bồi dưỡng lý luận năm 2019, đối với đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và cán bộ lãnh đạo chủ chốt thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy Tân An tổ chức buổi chiếu phim tư liệu Hoàng Sa Trường Sa nơi ghi dấu hồn thiêng đất Việt. Đây là tập phim tài liệu do Ủy ban Biên giới Quốc gia Việt Nam sản xuất với 4 thứ tiếng Việt, Anh, Trung và Pháp, chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo. Bộ phim đã cung cấp cho các đại biểu tham dự những kiến thức lịch sử quý giá về quá trình xác lập chủ quyền hợp pháp của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Qua đó, đã củng cố kiến thức, niềm tin và nâng cao nhận thức về lòng yêu nước, về biển đảo quê hương, chủ quyền, lãnh thổ thiêng liêng của đất nước Việt Nam. Thưa quý vị, đến nay, chương trình đột phá của tỉnh về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp dù đạt được hiệu quả cao. Tuy nhiên, trong triển khai thực hiện vẫn còn gặp khó khăn. Nguyên nhân là do thiếu quỹ đất sạch để thu hút đầu tư. Các doanh nghiệp chưa có nhiều hoạt động nghiên cứu ứng dụng công nghệ hiện đại trong khâu sơ chế, chế biến để nâng cao năng suất. Một số mô hình có hiệu quả, nhưng khi nhân rộng lại gặp khó khăn về vốn đối ứng của người dân. Cộng với chi phí cấp chứng nhận gáp khá cao, thời gian tái chứng nhận ngắn làm cho nhiều hợp tác xã ngán ngại tái chứng nhận khi không có sự hỗ trợ của nhà nước. Thêm vào đó, một số tổ hợp tác xã hoạt động còn rất yếu cả nhân lực lẫn tài chính. Tâm lý người dân vào tổ hợp tác xã chưa thực sự xuất phát từ nhu cầu cần thiết liên kết mà chủ yếu để hưởng cơ chế chính sách.
một số hợp tác xã chưa có trụ sở hoạt động nên việc tổ chức hội họp giao dịch còn hạn chế. Tính đến nay, toàn tỉnh đã có hơn 15.000 hecta lúa ứng dụng công nghệ cao, đạt trên 75% kế hoạch. Cây rau có khoảng 1.500 hecta ứng dụng công nghệ cao, đạt khoảng 74%, và cây thanh long đã có hơn 2.000 hecta, đạt khoảng 104%. Về con bò thịt, đã xây dựng được 2 hợp tác xã điểm, 16 tổ hợp tác và 10 mô hình ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi bò thịt. Đến thời điểm này, kế hoạch xây dựng vùng chăn nuôi bò thịt ứng dụng công nghệ cao của tỉnh bước đầu đạt kết quả khả quan. Hiện tại, tổng đàn bò thịt toàn tỉnh là khoảng 115.000 con, với trên 11.000 hộ chăn nuôi, tập trung chủ yếu ở huyện Đức Hòa và Đức Huệ, trong đó có 8 trang trại quy mô trên 100 con. Giai đoạn 2017-2019, toàn tỉnh xây dựng được 10 mô hình điểm theo tiêu chuẩn Việt Gáp ở huyện Đức Hòa và Đức Huệ, hỗ trợ hơn 180 bò cái sinh sản, 75 máy phục vụ chăn nuôi, gồm máy băm cỏ, cắt cỏ, trộn thức ăn. Theo thống kê, số bò thịt của hai huyện này chiếm khoảng 61% tổng đàn bò thịt của tỉnh. Tại đây có cả mô hình chăn nuôi tập trung và chăn nuôi nhỏ lẻ. Trung bình mỗi hộ nuôi từ 6 đến 10 con, có 8 trang trại quy mô trên 100 con, chiếm gần 0,1% trên tổng số hộ chăn nuôi. Một số mô hình điểm hoạt động đạt hiệu quả theo yêu cầu, chủ động được nguồn bò giống, nâng cao giá trị, trọng lượng đàn bò con, ứng dụng công nghệ tiên tiến như thụ tinh nhân tạo, cơ giới hóa, trồng cỏ chất lượng cao, xử lý chất thải, thiết kế khẩu phần ăn trên phần mềm. Tuy nhiên, nhìn chung, các hộ mô hình mẫu cũng gặp khó khăn về kinh phí đầu tư, công tác tổ chức, quản lý, điều hành của hợp tác xã chưa đáp ứng yêu cầu, chưa có doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm cho người dân. Do vậy, để phát triển chăn nuôi bò thịt theo hướng ứng dụng công nghệ cao, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, địa phương, đoàn thể trong việc đào tạo năng lực hoạt động cho cán bộ kỹ thuật, lai tạo giống, nâng cao hiệu quả sử dụng thức ăn, phòng ngừa bệnh tật, tăng cường công tác xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm đến các thị trường tiềm năng. Thưa quý vị, hiện tổng diện tích sản xuất lúa trên địa bàn tỉnh là hơn 500.000 hecta, với sản lượng đạt trên 2,7 triệu tấn. Tuy nhiên, việc sản xuất vẫn ở quy mô nhỏ lẻ, manh mún. Để nâng cao giá trị lúa gạo, những năm gần đây, một số doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã dần chú trọng, quan tâm hình thành các chuỗi cung cấp gạo nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường về nông sản sạch, chất lượng. Công ty cổ phần xây lắp cơ khí và lương thực thực phẩm MecoFood tại số 27 Nguyễn Thị Bảy, phường 6, thành phố Tân An là một trong những đơn vị đi đầu trong sản xuất kinh doanh chế biến lúa gạo trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, MecoFood đã xây dựng chuỗi cung cấp gạo khép kín, đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về vệ sinh an toàn thực phẩm và truy xuất được nguồn gốc. Hiện MecoFood đã xây dựng vùng nguyên liệu gần 100 hecta tại hợp tác xã Tân Đồng Tiến, huyện Tân Thạnh với sản lượng hơn 1.000 tấn mỗi năm. Khi tham gia mô hình này, các cánh đồng lúa của nông dân đều được sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, kiểm soát chặt chẽ từ khâu gieo trồng, chăm sóc và thu hoạch. Với việc đầu tư dây chuyền sản xuất công nghệ hiện đại khép kín, MecoFood có thể chế biến tất cả các loại gạo đáp ứng mọi yêu cầu của thị trường. Hàng năm, MecoFood thu mua, chế biến và xuất khẩu bình quân khoảng 100.000 tấn gạo được chứng nhận HACCP và cấp giấy đủ điều kiện an toàn thực phẩm. MecoFood hiện sở hữu diện tích trên 21.000 m2 nhà xưởng, nhà kho với vị trí thuận lợi cả đường bộ và đường thủy. Cái liên kết này, công ty chú trọng cho cái khâu kiểm soát cái chất lượng từ cái khâu sản xuất. Thì như vậy thì công ty đã là tổ chức tập huấn cho các hộ nông dân để mà hiểu về cái kiến thức về cái an toàn vệ sinh thực phẩm. Thứ hai là tập huấn về quy trình sản xuất an toàn. Khi tham gia cái chuỗi này thì nó mang lại một cái lợi ích. Thứ nhất là kiểm soát được cái sản phẩm bán ra là đảm bảo chất lượng, là đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Thứ hai, truy xuất được nguồn gốc sản phẩm. Thứ ba, tăng được cái giá trị của sản phẩm. Thứ tư là mang lại cái niềm tin cho người tiêu dùng. Với chiến lược phát triển bền vững, hiện nay công ty cổ phần xây lắp cơ khí và lương thực thực phẩm MecoFood đã đưa ra thị trường 6 dòng sản phẩm gạo sạch được sản xuất theo chuỗi khép kín, gồm gạo an toàn, gạo thông dụng, gạo Việt Đài, gạo Việt Mỹ, gạo Hương Lài và nếp Long An. Sản phẩm được nhận diện bằng túi BE, BP 5kg, 50kg,
có tên và logo của công ty cổ phần xây lắp cơ khí và lương thực thực phẩm MecoFood và logo nhận diện sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn. Sản phẩm gạo MecoFood được tiêu thụ ổn định tại các cửa hàng tiện ích, kênh phân phối, siêu thị và các bếp ăn tập thể trong và ngoài tỉnh. Tôi thường mua gạo ở đây về nhà ăn, có xuất xứ nguồn gốc rõ ràng, giá cả phải chăng, có nhiều loại để lựa chọn. Nhân viên mua bán nhiệt tình vui vẻ, chân đông đo đếm đầy đủ, gạo nó đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Chi cục trồng trọt và quản lý chất lượng nông sản đã hỗ trợ cho công ty MecoFood xây dựng chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn, thì đã hỗ trợ cho công ty quy định về truy xuất nguồn gốc, rồi quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi, rồi quy trình giám sát, rồi qua thu mẫu giám sát thì sản phẩm gạo của công ty MecoFood đảm bảo an toàn thực phẩm, rồi qua đó thì chi cục cũng đã cấp giấy xác nhận theo chuỗi, rồi tem nhận diện sản phẩm an toàn, rồi tem truy xuất nguồn gốc, rồi việc xây dựng chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn cho công ty MecoFood giúp cho công ty nâng cao uy tín, thương hiệu, rồi chất lượng sản phẩm được đảm bảo. Qua đó tạo điều kiện cho công ty kết nối sản xuất với các siêu thị của thành phố Hồ Chí Minh cũng như là các tỉnh bạn, đặc biệt là cung cấp sản phẩm gạo an toàn cho người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh. Chuỗi cung cấp gạo của công ty cổ phần xây lắp cơ khí và lương thực thực phẩm MecoFood là một trong những mô hình liên kết quy mô lớn có thể khẳng định thương hiệu gạo MecoFood đã từng bước đáp ứng yêu cầu của thị trường về nông sản sạch, chất lượng. Sản phẩm được bình chọn là hàng Việt Nam chất lượng cao qua nhiều năm liền và đạt được cúp vàng, huy chương vàng nhãn hiệu, thực phẩm chất lượng an toàn vì sức khỏe cộng đồng. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8 vào sáng nay ngày 25 tháng 11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giám định tư pháp. Các đại biểu cơ bản tán thành với tờ trình của Chính phủ về quan điểm chỉ đạo sửa đổi bổ sung dự án luật nhằm tháo gỡ vướng mắc bất cập về thể chế, khắc phục ngay những tồn tại khó khăn trong công tác giám định tư pháp phục vụ giải quyết án tham nhũng, kinh tế, không mở rộng sửa đổi sang các nội dung của luật đã có tính ổn định, bền vững. Dự thảo luật bổ sung quy định, Phòng Giám định Kỹ thuật Hình sự thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao là một trong các tổ chức giám định tư pháp công lập về kỹ thuật hình sự, với nhiệm vụ giám định về âm thanh, hình ảnh. Có ý kiến đại biểu cho rằng đây là nội dung hoàn toàn mới, chưa được đặt ra trong quá trình tổng kết thi hành luật. Hồ sơ dự án luật chưa báo cáo đánh giá đầy đủ về vấn đề này. Vì vậy, vấn đề này cần được nghiên cứu kỹ lưỡng. Việc bổ sung cơ quan này vào luật là có thực sự cần thiết và hợp lý không? Có phù hợp với cơ sở lý luận thực tiễn và thông lệ quốc tế không? Báo cáo do Bộ Tư pháp Tổng thuật về giám định tư pháp một số nước trên thế giới đã nêu, hầu hết các nước trên thế giới, giám định kỹ thuật hình sự được giao cho ngành công an. Việc bổ sung này có dẫn đến lãng phí, có làm phân tán về nguồn lực con người và cơ sở vật chất và có trái với tinh thần của Nghị quyết số 18, 19, Hội nghị Trung ương 6 về tinh gọn bộ máy và tinh giản biên chế không? Thứ hai, theo báo cáo của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao hiện nay, chỉ có một đơn vị giám định kỹ thuật hình sự thuộc Bộ Công an đảm nhiệm giám định âm thanh hình ảnh nên dẫn đến quá tải. Trung bình thời gian một vụ giám định loại này từ 2 đến 3 tháng, có vụ 5 tháng mới có kết luận nên đã ảnh hưởng tới tiến độ giải quyết vụ án. Chúng tôi đề nghị Chính phủ báo cáo về việc có hay không tình trạng quá tải và chậm giám định về âm thanh hình ảnh và nếu có là do khâu tổ chức thực hiện hay là do quy định của luật. Thứ ba, tại sao tại báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện luật không có báo cáo về khó khăn bất cập về hệ thống tổ chức cơ quan giám định tư pháp công lập về kỹ thuật hình sự, cũng như không có vướng mắc về giám định âm thanh hình ảnh? Và báo cáo đánh giá tác động cũng không đề cập đến vấn đề này, mà nay Chính phủ lại đề xuất bổ sung cơ quan này vào luật. Một số ý kiến tán thành với việc bổ sung vào dự thảo luật quy định nhiệm vụ quyền hạn của Kiểm toán Nhà nước trong việc thực hiện giám định tư pháp khi được trưng cầu và công nhận đăng tải danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc thuộc thẩm quyền quản lý. Trong thực tế thì có nhiều cái vụ án tham nhũng kinh tế thời gian qua cho thấy là mặc dù cơ quan giám định, người có thẩm quyền trưng cầu giám định, thế nhưng mà các cơ quan vẫn có sự đùng đẩy né tránh với nhau. Báo cáo cho thấy là từ năm 2013 cho đến 2018, chỉ trong vòng 5 năm, thì trong lĩnh vực tài chính chỉ có trưng cầu giám định 241 vụ việc. Thế nhưng mà cũng có cái tình trạng là chậm, là né tránh, là đùng đẩy. Do vậy nếu như mà chúng ta đề nghị kiểm toán tham gia giám định trong lĩnh vực tư pháp
trong lĩnh vực tài chính thì có thêm một cái kênh để chúng ta lựa chọn. Và tôi nghĩ rằng là kiểm toán nhà nước như thế là có đầy đủ các điều kiện để tham gia vào cái việc giám định này, để cho một cái kết luận mang tính là khách quan và chính xác. Tuy nhiên, nhiều đại biểu cho rằng việc bổ sung quy định trên là không cần thiết. Theo đó, nguồn nhân lực hiện nay đã đáp ứng tốt nhu cầu giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính. Nếu giao kiểm toán nhà nước tham gia hoạt động giám định tư pháp, thì phạm vi thực hiện giám định rất hẹp, đồng thời sẽ ảnh hưởng đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan này. Do đó, kiểm toán nhà nước đã có văn bản đề nghị không bổ sung quy định kiểm toán nhà nước tham gia hoạt động giám định tư pháp. Thưa quý vị, nhằm giúp các nhà đầu tư có cái nhìn rõ hơn về tiềm năng của bất động sản Giang Đô tại Long An, Tập đoàn Trần Anh đã tổ chức chương trình định hướng đầu tư Long An cất cánh và dòng bất động sản mới vào ngày 23 tháng 11 năm 2019 tại Trung tâm Hội nghị White Palace, Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện đã thu hút được sự quan tâm lớn với 500 khách mời tham dự. Trong khuôn khổ sự kiện, tập đoàn đã giới thiệu đến khách hàng quần thể Sun Golf và biệt thự nghỉ dưỡng Westlake Golf and Villas tọa lạc tại xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Quần thể có tổng diện tích 200 hectare, bao gồm Sun Golf hiện hữu tiêu chuẩn quốc tế, clubhouse sang trọng, công viên nước, công viên chủ đề, bể bơi người lớn, trẻ em và nhiều tiện ích cao cấp khác. Bên cạnh đó, dự án còn có hệ thống quản lý, vận hành chuyên nghiệp, tạo nên môi trường sống lý tưởng cho cộng đồng cư dân tương lai. Sự ra đời của quần thể Sun Golf và biệt thự nghỉ dưỡng Westlake Golf and Villas vào thời điểm này được giới chuyên gia tham gia tọa đàm đánh giá như một đột phá trên thị trường bất động sản. Dự án có đặc điểm trùng khớp với nhu cầu của đối tượng chuyên gia nước ngoài nói chung và nhóm đang làm việc ở Long An nói riêng, đồng thời chính là đại diện đầu tiên tại Nam Bộ cho dòng sản phẩm mới bất động sản Giang Đô.